Anand dự đoán thế giới sẽ có những thay đổi lớn vào năm 2024. Những quốc gia nào được điểm mặt? Thần đồng Ấn Độ Anand gần đây đã đưa ra dự đoán mới nhất cho năm 2024 rằng xung đột thế giới sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Trong tiên đoán của mình, Anand đã điểm mặt cụ thể là quốc gia nào? Liệu lời tuyên bố của anh ấy có thực sự đáng tin cậy không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Tâm Linh Cuộc Sống luôn cập nhật những tiên tri mới nhất của các nhà tiên tri. Rất nhiều người trong số chúng ta có lẽ đã từng nghe đến cái tên Anand. Vào giữa tháng 1 năm 2024, Anand đưa ra dự đoán rằng tình hình chính trị toàn cầu trong tương lai sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và bản đồ thế giới cũng sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Nói một chút về Anand. Anand sinh ra trong một gia đình bình thường ở Karnataka, Ấn Độ vào năm 2006. Từ nhỏ, Anand đã thể hiện được tài năng thiên phú với khả năng ghi nhớ và học tập đáng kinh ngạc. Năm 7 tuổi, chuyến đi đến một ngôi chùa đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của anh ấy. Một niềm yêu thích mãnh liệt đối với tiếng Phạn nảy mầm từ đó và vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ trong một năm, Anand không chỉ ghi nhớ 300 câu thơ Bhagavad Gita, mà thành tích này còn được đăng lên Times of India, một nhật báo tiếng Anh tại Ấn Độ, khiến Anand trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cùng năm đó, gia đình đã giúp anh ấy mở một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và bắt đầu chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Sau đó không lâu, Anand bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu học chiêm tinh thuật. Từ góc nhìn rộng nhất, chiêm tinh thuật chính là những điều bí ẩn của không gian, lấy vị trí hoặc chuyển động của thiên thể để giải thích thế giới của chúng ta. Ngay từ thời cổ đại, con người đã bắt đầu có ý thức dựa vào chu kỳ thiên văn để đo lường, ghi chép và dự đoán những biến đổi mùa vụ. Ví dụ như người Ấn Độ cổ đại, người Maya cổ đại đã phát triển các hệ thống thiên văn phức tạp. Họ thậm chí còn cố gắng dự đoán các sự kiện trên trái đất bằng cách quan sát các thiên thể. Tại Trung Quốc cổ đại cũng có hệ thống chiêm tinh. Họ không tiến hành nghiên cứu con người một cách độc lập mà dung hợp vào trong hệ thống các thiên thể rộng lớn, xem con người cùng là một phần của tự nhiên. Người Trung Quốc cổ đại gọi lối suy nghĩ độc đáo này là sự hợp nhất của thiên đường và nhân loại. Vào thời Xuân Thu và Chiến Quốc, có một nhà thiên văn học tên là Thạch Thân đã có những nghiên cứu sâu sắc về các hiện tượng thiên văn tự nhiên. Ông cho rằng bản chất của con người và tự nhiên có mối liên hệ với nhau, từ đó tạo ra chiêm tinh học sơ khai. Tác phẩm về thiên văn của ông được tôn sùng có tên là Thạch Thị Tinh Kim, gồm có 8 cuốn. Quyển sách này được người đời thời kỳ Tây Hán vô cùng ca ngợi. Thuật chiêm tinh mà thần đồng tiên tri Anand quan tâm và theo học chính là chiêm tinh thuật Vệ Đà. Kinh Vệ Đà ban đầu có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tuy nhiên thời điểm xuất hiện chính xác vẫn chưa được xác định vì hầu hết kiến thức về Kinh Vệ Đà và các kinh văn Hindu khác được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua phương thức truyền miệng, chưa có văn bản ghi chép cụ thể. Vậy nên trong một thời gian dài, hình ảnh của Anand trên mạng xã hội chỉ là thần đồng chứ không phải là một nhà tiên tri. Phạm vi thu hút sự chú ý cũng không lớn. Mãi đến sau này, một dự đoán đã được đưa ra khiến cho Anand gần như nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm. Vậy nên, dự đoán năm 2024 của Anand cho rằng khủng hoảng toàn cầu sẽ gia tăng trở lại đã khiến cư dân mạng trên toàn thế giới lo lắng. Tại sao thần đồng Ấn Độ này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy khi mới chỉ là một thiếu niên? Quay lại thời điểm ngày 22 tháng 8 năm 2019, từ một video tiên đoán mà Anand đăng trên YouTube có đề cập đến việc trong tháng 11 tới, trái đất sẽ phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng. Căn bệnh này có thể mang lại thảm họa lớn cho nhân loại. Và ngoài nỗi lo do dịch bệnh gây ra, các ngành công nghiệp khác nhau trên thế giới, đặc biệt là ngành hàng không, cùng những ngành liên quan cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Theo Anand, những sự kiện trên xảy ra là do sao Mộc, ngôi sao bảo vệ trái đất, đang ở một vị trí rất bất lợi. Ban đầu rất ít người tin vào dự đoán của anh ấy, bởi ngày nay, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ y tế, mọi người đều cho rằng nhân loại đã làm chủ được vũ khí phòng bệnh và sẽ không bao giờ để bệnh tật kiểm soát nữa. Hơn nữa, cho dù là bệnh tật gì bùng phát, sẽ luôn có những dự báo trước. Đứng trước phản ứng của cư dân mạng, Anand cũng không giải thích quá nhiều. Cuối năm 2019, tình hình thế giới đột ngột thay đổi. Một trận bệnh dịch càn quét khắp thế giới. Lịch sử thế giới cũng vì thế mà được viết lại khi cuộc sống của nhân loại trải qua những thay đổi trước giờ chưa từng có. Thông qua sự việc trên, tên tuổi của Anand đã lan rộng khắp thế giới và khí chất thần đồng của anh ấy
càng trở nên chói sáng hơn. Trên thế giới còn có rất nhiều nhà chiêm tinh học vô cùng uyên bác, nhưng lúc đó Adnan được tôn sùng là nhà chiêm tinh học đầu tiên trên thế giới. Sau đó anh còn thành công tiên đoán được cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Adnan có đăng một đoạn video nói rằng anh đã quan sát được một hiện tượng thiên thể mang tên Kala Sapra Yuga từ các vì sao. Khi hiện tượng thiên thể này hình thành, năm hành tinh sẽ bị mắc kẹt trên trục của Kala Sapra Yuga. Chúng ta đều biết rằng việc tính toán thời gian của trái đất dựa trên chu kỳ của hành tinh và tự quay. Sự xuất hiện của loại hiện tượng thiên thể này đồng nghĩa với việc thời gian đã bị đánh cắp, tạo ra năng lượng tiêu cực khổng lồ và gây ra một cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Ngoài ra, Adnan còn đưa ra dự đoán chính xác về trận động đất ở Nhật Bản. Những sự kiện diễn ra ngày càng khiến anh ấy trở nên nổi tiếng. Khi cả thế giới vừa bước sang năm 2024, Adnan đã đăng dự đoán mới nhất trên trang mạng xã hội. Vậy, những dự đoán này liên quan đến điều gì? Vào giữa tháng 1 năm 2024, Adnan đưa ra dự đoán rằng tình hình chính trị toàn cầu trong tương lai sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và bản đồ thế giới cũng sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Lời nói của anh ấy có thực sự đáng tin cậy không? Adnan đã phát hiện ra điều gì trong cuộc tố cáo hàng giả của giới truyền thông Tây Ban Nha? Cảnh báo về một thế lực nước ngoài có thể chống lại nước Anh đã được thần đồng tiên tri Adnan đưa ra khi chỉ vừa mới bắt đầu năm 2024. Trong năm nay, nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Anh có thể phải đối mặt với những mối nguy hiểm lớn và cả nước cũng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn vào tháng 4. Vào thập kỷ qua, nước Anh đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi tìm kiếm sự trung lập và tồn tại trong bối cảnh vận mệnh của mặt trăng đang yếu đi. Nhưng với sự xuất hiện của sao hỏa vào tháng 4 năm nay, Anh sẽ bộc lộ đặc tính hỏa mạnh mẽ hơn, có tính xâm lược hơn. Điều này có thể dẫn đến việc nước Anh bị lôi kéo vào các cuộc xung đột khu vực trong những năm tới. Về tình hình thế giới, Adnan cũng đưa ra kết luận rằng xung đột sẽ tiếp tục lan rộng vào năm 2024. Liệu những dự đoán này đáng tin cậy đến mức nào khi có nhiều phương tiện truyền thông gọi Adnan là nhà tiên tri và phóng đại những dự đoán của anh ấy? Tuy nhiên, cũng có một số phương tiện truyền thông lại chỉ trích những dự đoán của Adnan. Họ tin rằng những dự đoán của Adnan dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tình hình toàn cầu. Chẳng hạn như khi tất cả các quốc gia đều bất lực trước virus corona mới, Adnan nhân cơ hội này đã đưa ra quan điểm rằng dịch bệnh sẽ kéo dài. Mặt khác, Adnan chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nên thậm chí một số người bắt đầu cho rằng đằng sau anh ấy chắc chắn có một tổ chức tư vấn bày mưu tính kế. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Nếu muốn biết sự thật, phải có chứng cứ xác thực. Một cơ quan thông tấn nhà nước của Tây Ban Nha, tên là EFE, đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Theo EFE, video khiến Adnan nổi tiếng vào năm 2019 chủ yếu tập trung vào những dự đoán của anh ấy về tình hình quốc tế. Thực ra vấn đề về dịch bệnh chỉ được nhắc đến một lần và không có bất kỳ giải thích chuyên sâu. Phát hiện này gây sốc cho mọi người bởi vì những dự đoán khác của Adnan trong cùng video gần như chưa thành hiện thực. Trong video, anh mạnh dạn dự đoán rằng có 99% khả năng xảy ra hai cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, giữa Ấn Độ và Pakistan. Thị trường toàn cầu sẽ sụp đổ do nhiều thảm họa khác nhau và thậm chí có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Ngoài ra, Adnan còn dự đoán chiến tranh sẽ khiến giá dầu tăng cao. Tuy nhiên trên thực tế lại hoàn toàn khác với lời anh ấy nói. Trước tháng 4 năm 2020, mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng nhưng không hề xảy ra chiến tranh. Tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan lại càng hòa bình không xung đột, càng không có dấu hiệu của chiến tranh thế giới thứ ba. Giá dầu tăng vọt mà Adnan dự đoán, trên thực tế lại giảm mạnh do cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, anh còn viết trên Facebook rằng 27.500 người ở Ấn Độ sẽ chết vì Covid-19. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng ở Ấn Độ lớn hơn nhiều so với con số được đưa ra. Có thể thấy, dự đoán của Adnan không phải lúc nào cũng chính xác. Hiện tại, video dự đoán về dịch bệnh của Adnan mà anh ghim lên đầu trang Facebook của mình đã bị phía chính phủ đánh dấu là có phần sai sự thật. Vậy nên, chúng ta có thể xem lời tiên tri mà thần đồng Ấn Độ đưa ra vào đầu năm nay như một lời khuyên, vì con người sẽ không 100% biết trước điều gì xảy ra tiếp theo. Bạn nghĩ sao về dự đoán của Adnan vào năm 2024? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.